chiều 19 tháng 11, theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, trong đêm 18 giờ ngày 19 tháng 11, qua công tác trinh sát, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện có một số đối tượng bán vé giả trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Khẩn trương xác minh, đến trưa ngày 19 tháng 11, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Ấn 1968, trú tại số 1, ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, là đối tượng sản xuất vé giả. Đồng thời bắt giữ 3 đối tượng tiêu thụ là Bùi Văn Kiên 1970, trú tại Mỹ Đức, Lê Thị Liên 1982, trú tại Quốc Gai, Hoàng Thành Trực 1996, trú tại quận Ba Đình. Qua điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm thu giữ 852 vé giả và toàn bộ máy tính, máy in cùng các bản phôi, mỗi cặp vé giả các đối tượng bán với mức giá dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không mua vé chợ đen, khi nhận vé cần kiểm tra kỹ số series, mẫu mã in ấn, tem chống giả của Bộ Công an. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn bán vé giả thông báo ngay cho cơ quan công an.